chuẩn bị ơi okay. Bơi từ đây mà ra ngoài kia. Đoàn đang chuẩn bị xuống biển, chia sẻ cho các bạn biết đoàn chuẩn bị xuống biển. Cà pháo đi từ đấy. Thế là bây giờ mình phải bơi từ đây ra ngoài kia cháu? Dạ chắc thế rồi. Bơi từ đây thì ra ngoài kia làm sao mà bơi được nhỉ? Sức khỏe đâu mà bơi được ra ngoài tận ngoài kia? Đây đây nè, còn mình bơi đây nó mời đi cái thợ mũi. Ơ cháu ơi, chứ là mình làm sao? À, xuống đây à? Xuống đây mình chơi trong chứ không phải là luôn à? À ở chỗ này, nhưng mà chỗ này có cạn không? Hay tàu mình ra chỗ nào nó nông nông ấy cho những người ta không biết ta bơi người ta. À đây là nó cũng cạn cạn đây là gì? Đây đồng chí cứu rồi. Sao không cho ra cái chỗ lông lông giống chỗ kia nhỉ? Chỗ này hơi bị sâu đấy. Ui là cá nhiều, nhiều chưa là? Đây này, các bạn nhìn thấy cá rất là nhiều. Cá đây. Đây câu cá ở đây mới được nhiều. Đây là đây, cả đàn xuống biển để ngắm san hô dưới nước rất là trong. Có thể là nếu mà lắng nước mà lặng thì các bạn nhìn thấy đáy biển luôn nhá, và rất nhiều san hô. Nên mình bởi vì máy của mình cái độ nét không được cao nên là không thể nhìn thấy đáy biển. Nam đi xuống đi. Đi. Mình sẽ bây giờ chuẩn bị mình cởi đồ để mình xuống biển để tìm san hô nha các bạn nhé.